Trong khi đó thì tại tỉnh Điện Biên, sau những trận mưa lớn vào đêm qua, sáng nay thì đập nước Hủy Củ ở thị trấn Tuần Giáo đã vỡ tung, gây lũ ống ào ạt trôi nhiều vật dụng và tài sản của các hộ dân. Những hình ảnh này do người dân quay lại cho thấy, vào khoảng 7 giờ sáng nay, đập nước Hủy Củ ở khối 1 thị trấn Tuần Giáo do một gia đình tự đắp ở đầu nguồn để nuôi cá đã bị vỡ tung, gây ra lũ ống tại thị trấn Tuần Giáo. Thống kê sơ bộ có khoảng 100 gia đình bị ảnh hưởng bởi trận lũ này, trong đó nhiều hộ bị cuốn trôi tài sản và hoa màu. Một cửa hàng kinh doanh xe máy bị nước lũ tràn qua, làm hư hỏng hơn 50 xe máy và xe đạp điện. Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên và huyện Tuần Giáo đã có mặt tại hiện trường để khắc phục hậu quả, triển khai lực lượng quân đội, công an giúp dân thu hồi tài sản bị cuốn trôi.